Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình của tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại depot Long Bình. Nhiều toa tàu thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đặt tại depot Long Bình, thành phố Thủ Đức vào ngày hôm qua đã bị bôi bẩn và vé sơn với nhiều hình thù khác nhau. Ít nhất thì có 2 đoàn tàu đã bị bôi bẩn được nhân viên nhà thầu phát hiện vào ngày hôm qua. Phần thân và đầu toa tàu đã bị sơn nhiều màu, hình vé nguệch ngoạc, tương tự như phong trào graffiti, vé tranh đường phố. Đây là lần đầu tiên tàu Metro số 1 bị vé bẩn kể từ khi toa tàu được đưa về thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 10 năm 2020. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là 2 toa tàu đã bị vé bẩn. Hôm nay thì 2 toa tàu này đã được nhà thầu dán lại để chờ các bên liên quan xác minh vụ việc và làm rõ cũng như là xử lý và khắc phục 2 toa tàu này. Tình trạng bôi bẩn và vé bậy trên các bức tường nơi công cộng, các tòa nhà diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Đây được coi là việc ăn theo phong trào graffiti, vốn là bộ môn nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư của dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã cho biết khu vực depot Long Bình hiện có bảo vệ canh trực mỗi ngày. Tại các vị trí thi công, việc quản lý và bảo vệ tài sản thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ trách. Cơ quan này thì cũng đang làm việc với các bên liên quan để xác minh vụ việc. Vào một tháng trước thì toàn bộ 17 đoàn tàu thuộc tuyến Metro số 1 đã được nhập về thành phố Hồ Chí Minh và đang được tập kết tại depot Long Bình chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm. Depot Long Bình thì rộng 20 hectare, có chức năng là khu trung tâm điều khiển, sửa chữa và bảo dưỡng tàu của tuyến Metro số 1. Nơi này thì đã xây dựng các tòa nhà vận hành, bảo dưỡng và bãi đậu tàu, cũng như là trạm vệ sinh, đường ray, hệ thống điện và khu văn phòng. Các bạn có thể xem qua một số hình ảnh tại depot Long Bình. Tại đây là xưởng chính dùng để sửa chữa cũng như là bảo dưỡng, bảo trì đoàn tàu hàng ngày. Đây cũng là trung tâm thông tin tín hiệu và điều khiển tàu Metro số 1. Về tình hình tiến độ tại depot Long Bình thì theo như Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh cho biết thì xưởng chính của dự án Metro số 1 tại depot Long Bình thành phố Thủ Đức đã sắp hoàn thành. Gói thầu số 2 xây dựng đoạn trên cao và depot thuộc dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã đạt khối lượng là 93,2%. Xưởng chính này thì dùng để sửa chữa, bảo dưỡng cũng như là bảo trì tàu hàng ngày. Đây cũng là trung tâm OCC, trung tâm thông tin tín hiệu điều khiển tàu Metro số 1. Hiện nay thì Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ công trình, đặc biệt công tác tòa nhà xưởng chính tại depot Long Bình. Đối với hệ thống cơ điện thì Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết hiện thì cơ điện đã đạt 91,6% và hệ thống bơm đạt 87%. Hệ thống thông gió đã đạt 93%, hệ thống điều hòa không khí đã đạt 79% và phòng cháy chữa cháy đã đạt 92%. Thang cuốn cũng như là thang máy đã đạt 100%. Và Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là nhà xưởng chính tại depot đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp phối hợp cùng với các nhà thầu thuộc gói thầu số 3 mua sắm thiết bị và máy móc. Theo như kế hoạch trước đó thì đến cuối năm 2022, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ được chạy thử nghiệm toàn tuyến và bước qua năm 2023 sẽ được chạy thử nghiệm chính thức cũng như là chạy thương mại. Tuy nhiên thì vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2022. Sau đó thì sẽ được chạy thử nghiệm cũng như là kiểm tra và nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Hiện tại thì trên công trường dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mọi việc đang tiến triển rất là khẩn trương. Các gói thầu thì đang cố gắng hết công suất và chạy nước rút. Trong đó thì các gói thầu CP1A, CP1B, CP2 và CP3 đã hoàn thành trên 90% và chờ ngày chạy thử nghiệm. Theo như Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh thì tính đến nay toàn tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã đạt được trên 90% tổng khối lượng, dự kiến thì sẽ đưa vào khai thác vào năm 2025. Trong đó thì các gói thầu đã đạt được tỷ lệ hoàn thành rất cao, cụ thể là gói thầu CP1A
đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà Hát Thành Phố đã đạt trên 95%. Gói thầu CP1B đoạn đi ngầm từ ga Nhà Hát Thành Phố đến ga Ba Son đã đạt 99%, và gói thầu CP2 đoạn trên cao và các depot đã đạt trên 94%. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là các nhà ga trên cao cũng như là đường ray trên cao của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn về gói thầu CP3 mua sắm thiết bị cơ điện và đầu máy toa xe cũng như là đường ray bảo dưỡng đã đạt trên 75%. Riêng gói thầu CP1A hiện thì mặt đường Lê Lợi đang được khẩn trương thi công, và vừa qua vào dịp lễ 30 tháng 4 cũng đã hoàn trả mặt bằng một đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến gần với chợ Bến Thành, chỉ còn 20m nữa thì sẽ xong đoạn đường Lê Lợi này. Còn ga Bến Thành thì nhiều hạng mục như là hệ thống chiếu sáng, lắp ống gió, trang trí nội thất cũng đang được hoàn thiện. Phía bên trên của nhà ga thì cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công san lấp mặt bằng để sớm hoàn thành. Riêng giếng trời của ga Bến Thành thì vừa qua cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống khung kính và sắp sửa chuẩn bị được lắp đặt hệ thống kính. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là phối cảnh của giếng trời ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Về các nhà ga cũng như là các đường ray trên cao thì đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số đoạn đang được kiểm tra lại và lắp ráp. Riêng các nhà ga thì cũng đang trong quá trình thi công hoàn thiện nội thất. Còn về hạng mục cầu vượt tại các nhà ga thì vẫn chưa thấy được triển khai thi công. Dự kiến thì tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 và đưa vào vận hành khai thác thương mại năm 2025. Hy vọng thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng với tiến độ đã đề ra để tránh tình trạng kéo dài. Video cập nhật về tình hình tiến độ của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại nhà ga depot Long Bình cũng như là tiến độ tại các nhà ga trên cao cũng như là ga Bến Thành của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.